Vâng, hello, chào các bạn. Mình lần đầu tiên mình đăng ký làm YouTube. Nói chung là rất là bỡ ngỡ và thấy các bạn làm rất là thành công. Và mình chưa biết gì hết, mình phải lên YouTube để coi các bạn làm rất là thành công đó. Mình tìm hiểu cách làm và cách chỉnh sửa nhà không cho bị dính bản quyền này kia rất là khó khăn. Nói chung sọt hoài luôn và làm rất là nhiều. Chung là nó phải làm YouTube được là như các bạn là vấn đề rồi đấy. Thấy các bạn làm rất là tốt, mình mới làm chung là chưa biết gì hết. Bây giờ các bạn ủng hộ kênh mình nha, và nói chung là hay lúa lắm, mình chưa biết gì YouTube hết. Thấy các bạn làm thấy ham gì đâu á, mới sắm máy mà sắm chưa đầy đủ dụng cụ đồ nghề, quay điện thoại quay bằng tay không mà chưa có được đủ đầy đủ chức năng. Thấy các bạn quay rất là đẹp, có gì không hay thì các bạn bỏ qua cho mình nhé và ủng hộ kênh mình nhé. Kênh của mình là Minter Vlog. Bye bye, để các bạn ủng hộ.